Hôm nay Vy quyết định thử thách ăn hết 30 đùi gà rán rồi. Đây, đùi gà siêu to luôn mọi người nè. Đó, tự làm nha, không có mua đâu. Đó, chấm tương ớt mọi người, chấm nước mắm thần thánh nè mọi người. Thèm quá, tôi xem đùi gà nè. Chấm tương ớt trước mọi người nha. Chào mừng mọi người nha. Wow. Lấy khô bò tắm một tương ớt thử xem có ngon không mọi người. Wow. Bây giờ sẽ tắm một tương ớt thử mọi người nhé. Nóng chanh vào nó ngon. Cái mắm. Cái mắm ngon quá. Đó. Nó ngon không rồi. Quá là hả. Biết gà rán mình ăn với mắm ngon không ta? Ồ, ăn hết 30 chân gà rán mọi người nha. Đây, hỏi trời luôn. Ăn mắm thử xem thế nào mọi người. Chua chua ngon ngon rồi. Cọc tù lắm mọi người. Tù quá. Gà rán mình chấm nước tương ngon mọi người, nó mắm không ngon. Wow, ngon lắm.
nướng mọi người. Đâu nữa mới làm việc mệt mọi người, đói bụng á, ăn tối. Chua với đá, bắp chân ông năm luôn. Wow, ngon quá. Ăn có mấy trăm mà ngon mà. Nó mới cay chua mọi người. Thôi giờ video ngắn mọi người, video làm video 5 phút thôi. Thì mọi người nếu thấy mà hay nên mấy video mọi người cho mình một like, share mọi người nhé. Bye mọi người nhé.